chị có bình yên không? Có những thứ khi bước vào rồi thì rất khó bước ra. Giống như khi bước xuống dũng lầy, sẽ càng lúc càng lún. Nếu như em tiếp tục trả thù, em sợ là mình sẽ đánh mất gia đình một lần nữa. Bây giờ mày cũng giống như tụi nó thôi. Mày cũng chưa bài, cho dây. Mày cũng hút bóng người. Em hãy làm cho chị một chuyện cuối. Tại sao trong vòng một ngày cô ấy lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Cứu mẹ Thái Đường! Thái Đường! Thái Đường! Nếu bây giờ tôi lấy tư cách là một người bạn cũ, nhờ anh giúp, thì anh có giúp không?